Vâng, chào mừng tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi trưa ngày hôm nay. Hôm nay thì bên em mới vừa về chiếc xe bản số 85A06128. Con xe này thì bên em cũng mới lấy từ hồi ngày hôm qua ở dưới Phan Rang về. Và trước khi em review chiếc xe này thì em cũng gửi một lời chào trân trọng và thân thương nhất cho tất cả các cô chú và anh chị đang theo dõi clip này ha. Chúc cho toàn thể đại gia đình mình luôn luôn gặp nhiều may mắn, sức khỏe và thành công trong mọi lĩnh vực. Con xe này tên em nó là Daewoo Ligensha, sản xuất đời 2003 nha quý anh. Daewoo Ligensha sản xuất đời 2003. Dung tích xi lanh là 1.9, coi như là 2 chấm nha quý anh chị nha. Xe này một cầu, đăng ký 5 chỗ ngồi và không hết niên hạn. Hiện tại thì hiệu lực đăng kiểm của em nó còn ngày 19 tháng 7 năm 2021. Và đặc biệt con xe này sản xuất đời 2003 thôi, nhưng em nó lăn bánh đường đầu là ngày 4 tháng 1 năm 2012. Con xe này thì bên em sang tên và ủy quyền cho anh chị đều được nha. Với một phân khúc giá em bán cho quý anh chị cô chú với giá thành là 95 triệu, 95 triệu cho chiếc Daewoo Ligensha này. Hệ thống con xe này là thắng ABS, ghế chỉnh điện, điều hòa tự động, tay lái gật gù, đồng sơn si nội thất. Thì anh chị chiếc sự màn hình anh chị thấy không, đây đằng sau này thì cũng được chủ chức họ vô một vàng này là border kit anh chị ha. Nước sơn thì màu trắng. Con xe này thì chạy rất sướng anh chị. Anh chị nào đã từng xài Daewoo Ligensha thì anh chị sẽ hiểu ha. Chạy rất là sướng hơn những dòng Lanos hoặc là Nubira. Đó anh chị thấy không? Với một phân khúc giá tiền thì em nó cũng chỉ ngang ngửa một chiếc Daewoo Lanos với lại chiếc Nubira thôi. Nhưng con này chạy gọi là cái đẳng thì nó em nó sẽ hơn những cái dòng xe đấy. Đó, với một phân khúc chỉ có 95 triệu. 95 triệu cho một cuộc tình anh chị ha. 95 triệu cho chiếc Daewoo Ligensha. Form từ xa thì anh chị thấy nhìn rất là xinh không? Rất thích hợp cho tất cả các anh chị nào đang trong quá trình tập chạy, tập lái ha. Với một số tiền của mình, kinh tế của mình nó ít ỏi thì mình mua chiếc xe này rất là hợp lý ha anh chị ha. Và đây, em sẽ đi sâu vào bên trong nội thất cho anh chị cùng tham khảo ha. Đây là dàn nội thất của em nó. Thì ghế da này là da xịn theo xe anh chị ha. Lớp da xịn luôn nè, theo năm tháng thì em nó mới như vậy anh chị. Đó, nhưng mà cũng đã được bọc một cái lớp này lên, làm sạch sẽ anh chị ha. Nói chung là sạch sẽ. Chân bọng thì cũng được bọc ni lông anh chị thấy không. Đó, bây giờ em sẽ review cái hệ thống buồng lái trước đây ha. Xe thì đây là một dàn điều hòa tự động nha anh chị nha. Đây là điều hòa tự động và trang bị một LCD. Nghe nhạc vô lăng thì 1, 2, 3, 4, 6. Mặt đồng hồ thì anh chị thấy không, rất là sáng ha. Tắp bi tắp lô rất sạch sẽ. Đây, ok. Và bây giờ em sẽ nổ máy, em review cái máy trước cho anh chị cô chú cùng tham khảo ha. Tay lái thì tay lái trợ lực rất nhẹ nha quý anh chị. Tay lái trợ lực rất nhẹ. Số sàn thì 5 cấp. Đây là điều hòa tự động nè anh chị. Bấm đây là mình chỉnh tự động, bấm auto một cái là tự động em nó chạy. Đây là mình chỉnh nhiệt. Đó, nhiệt độ 20 30 gì đó. Đây là đèn cảnh báo ưu tiên. Gạt mưa gạt nắng đầy đủ anh chị. Xe này thì hai kính gương hậu chỉnh bằng điện luôn nha quý anh chị. Bốn kính hậu, bốn cực chỉnh điện rất là hoạt động rất là bình thường anh chị. Và đặc biệt xịn sò hơn nữa đây anh chị, đây là kéo ghế chỉnh điện anh chị thấy không. Đây là kéo lên nè, chạy xuống nè. Đó, chỗ này là mình tăng xây nè, nâng nè, hạ nè anh chị thấy không. Em nó rất là xịn sò cái chỗ này. Hệ thống chỉnh điện thắng ABS. Xe này ga đăng ti đang để hơi cao xíu nha quý anh chị. Cái này anh chị lấy em giảm xuống tí xíu. Tua máy của em nó thường thường là chỉ để 900 thôi, là hợp lý, như con này thì để tới 1000. Con xe này thì dung tích xi lanh là 2 chấm thì độ tiêu hao nguyên liệu của em nó là khoảng 7-8 lít trên 100 cây số nha anh chị ha. Rồi. Hệ thống em nó thì nắp capo là xài bằng ti. Rất ok vậy ha. Máy móc thì hệ thống là phun xăng điện tử nha quý anh chị. Máy rất khô ráo và sạch sẽ.
nắp capo của em nó sơn zin anh chị ha, đây sơn zin hết nha. Đó, keo chỉ sùng chị vẫn còn nguyên bản anh chị. Và đặc biệt hơn nữa thì con xe này em nó được bộ đèn bi, bộ bi ở trong anh chị ha. Và xung quanh đây để em bật cho anh chị xem ha, tối thì rất là sáng. Xe này thì có bộ đèn bi và được gắn giả giống như bộ đèn led lên một bộ led xi nhan. Anh chị thấy không? Tối rất đẹp nha anh chị nha. Đó, xi nhan là chớp xung quanh đây luôn. Anh chị thấy không? Cái này ban ngày thì quay nó không đẹp chứ tối là nó rất là nổi bật nha anh chị. Nhìn giống như là đèn của Audi vậy nha. Anh chị thấy không? Ở bên này chị thấy không? Đó, chớp rất ok. Đó, một phân khúc chỉ có 95 triệu thôi thì quý anh chị cô chú sẽ lấy chiếc xe này về tập chạy tập lái, che nắng che mưa, chạy vòng vòng, đưa đón con cái đi học. Với một cái phân khúc thì con xe này thì em nó rất là đẳng anh chị, chạy thì nó sướng sướng hơn dòng Matic. Matic thì không thể nào sánh mà sánh bằng được em nó rồi. Lanos thì cũng không sánh thể sánh bằng được. Nói chung anh chị nào đã từng xài dòng này thì chạy nó độ đầm và chắc của em nó là như là Camry vậy anh chị. Đây, và đây là tắp bi tắp lô của em nó nha quý anh chị nha. Tắp bi nè. Nói chung theo năm tháng thì em nó cũng xuống cấp một tí xíu, không thể nào đẹp được như mới. Những hợp kỳ chân đi lên đi xuống anh chị thấy không? Nè, rất ok hơn anh chị. Cửa nẹo thì động rất là khít. Đây là cánh cửa sau ở bên phụ anh chị thấy không? Tắp bi tắp lô. Đây là hệ thống lốc trẻ em. Tắp bi tắp lô anh chị thấy không? Băng ghế sau này thì em nó xài da xịn thì nó bị rạng rạng nứt nứt nè anh chị. Chỉ có da xịn thì nó mới nứt như vậy thôi, chứ còn mà xi mini thì em nó rách luôn rồi. Đây là hộp tì tay. Xe thì được dán 4 phin cách nhiệt, 4 kính kính là được dán hết cách nhiệt chống nóng rồi nha quý anh chị. Đây là cái khoang cốp ở đằng sau của em nó, thì với một cái khoang cốp này thì con xe này thì rất là rộng rãi, dành cho anh chị đi một chuyến du lịch xa rất khá là ok anh chị ha. Đây, đựng tha hồ đựng đồ luôn. Đây, cho anh chị xem gầm bệ sau cốp em nó đây. Đây bánh sơ cua của em nó nè, cũng còn rất là liền lạc anh chị ha, rất là sạch sẽ. Đó, keo chỉ nè, nắp capo đằng sau nha anh chị nha, nắp cốp đằng sau. Bộ đèn đằng sau thì rất là sáng, đèn rất đẹp. Và bây giờ em sẽ tiến hành về bên cánh cửa bên phụ. Và trước khi cô chú anh chị nào đến kênh và xem được video này của em lần đầu tiên thì cô chú anh chị hãy khích lệ tinh thần cho em một like. Rồi chú anh chị hãy ủng hộ em bằng cách nhấn nút đăng ký và bấm chuông sẽ góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em nhé. Đây là cánh cửa bên phụ anh chị ha. Đây tắp bi tắp lô của em nó thì chung là tạm được anh chị ha, sạch sẽ. Đó, ghế bọc sàn đi lên đi xuống. Đây là cánh cửa đằng sau bên phụ. Thì 4 tắp bi của em này xuống cái màu thì em nó cũng rất là đồng đều nha quý anh chị. Rất là đồng đều ha. Đó, mới một phân khúc chỉ có 95 triệu thôi. Và vỏ bánh con này thì em nó được coi như là cũng được coi như là được phải cỡ 80% nha anh chị. Đây, em nó xài 4 thân đĩa thân ABS anh chị ha. Sở hữu một cặp ca lăng. À, có chú anh chị nào lái chiếc xe này thì bên em sẽ sơn lại cặp ca lăng này cho anh chị mới nha. Và em tặng cô chú anh chị một bộ camera dè lùi gắn tặng theo cho xe đó, với giá thành là 95 triệu. Và bây giờ mời tất cả các cô chú và anh chị cùng đến với em về dàn gầm của em nó. Đây là dàn khoang gầm của chiếc Daegu Ligensha sản xuất đời 2003, lăn bánh lần đầu là 2012 nha quý anh chị nha, 9 năm sau em nó mới lăn bánh nha. Thì gầm bệ thì trước sự màn hình thì anh chị cũng thấy ha, gầm bệ em nó thì cũng còn khá là tốt nha. Với một phân khúc chỉ có 95 triệu thôi thì anh chị sở hữu ngay chiếc xe này, tập chạy tập lái là quá hợp lý luôn. Đi chơi xa cũng được nha anh chị nha, bao chạy luôn nha anh chị. Đó, gầm bệ thì anh chị thấy nè, rất là ok. Đây là cặp lớp trước nè anh chị. Đây, lớp trước nè, 4 lớp mòn đều như nhau nha, 80% nha anh chị ha. 65, con này xài R15. Đó, thắng điện đằng trước luôn. Và bây giờ mời anh chị cùng theo em kiểm tra một chút xíu về dàn gầm bên tai. Và em xin phép kết thúc cái
chiều này. Đây là cầm bệ bên tài. Đó, với một dàn gầm thì trước sự màn hình thì anh chị cũng hình dung thấy ha. Vâng, em sẽ nhắc lại cho anh em nó là Daewoo Ligensha sản xuất đời 2003. Đang lăn bánh lần đầu là 2012. Con xe này bên em sang tên và ủy quyền cho anh chị đậu được. Xe thì đăng ký 5 chỗ ngồi và không hết niên hạn. Tay lái trợ lực, điều hòa tự động, tay lái gật gù. Hàng ghế là xài bằng chỉnh bằng điện nha quý anh chị nha. Một phân khúc chỉ có 95 triệu thôi. Quý anh chị của chúng là sổ chiếc xe này thì xin vui lòng alo cho em theo số điện thoại đó là 0796822220 để được bên em hỗ trợ và tư vấn thêm. Nếu chú anh chị nào ở khu vực miền Bắc thì xin vui lòng nhận xe tại bến xe Mỹ Đình hoặc là Đông Anh Hà Nội. Thì mà chiếc xe này chuyển ra khu vực ngoài Bắc thì chi phí khoảng hết cỡ 4-5 triệu. Còn có chú anh chị nào ở khu vực miền Trung và miền Tây thì đến miền Tây thì cứ xin vui lòng alo cho em thì phụ cho em một ít tiền chi phí tiền tài thì em sẽ áp tải chiếc xe này về tận nhà cho cô chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị muốn xem xe này thì xem xe tại ở chi nhánh 3 của em ở Tân Phú Đồng Nai nha cô chú anh chị nha. Đây là chi nhánh 3 của em, cách Dầu Dây là 60 cây số, mặt em nằm trên quốc lộ 20 luôn và tiến thẳng vào Đà Lạt là 160 cây số nha cô chú anh chị. Và xung quanh bên em thì cũng còn rất khá là nhiều xe. Hiện tại thì bên em về chuẩn bị về thêm 4 chiếc máy dầu như con xe Fiery gì đó kia. Thì cô chú anh chị nào thích theo dõi thì cứ xin vô lòng alo cho em hoặc là nhớ nút đăng ký và bấm chuông sẽ có điện thoại màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Chúc cho toàn thể đại gia đình mình có một buổi chiều thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé.